Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Wilson. Và nhà chả có gì ngoài gan cả, cho nên hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một con gan 12 Maglev và 11 mà Pro. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video so sánh nhanh, rất là nhanh về hai con này. Đó, thì các cái phụ kiện đi kèm thì mình cũng không nói nhiều, bởi vì là nó chỉ có một cái tờ giấy hướng dẫn này, một cái tờ giấy chỉnh ốc này, một cái tờ thẻ quét app Q Station gì đó, và cái túi đấy, và một vài cái ốc đi kèm, thế thôi. Và có hai cái này khác biệt, đó là đây, thứ nhất là cái hộp này, và thứ hai là cái thẻ đó, một cái là của gan 12 này, và một cái là của 11 mà Pro này. Các bạn thấy thẻ đẹp không? Đấy, thẻ cực xịn luôn, 11 mà Pro luôn, đen thẻ VIP luôn. Nhưng mà mình nhìn thấy cái thẻ của con gan này, cái này là của con 11 mà Pro nhá, còn cái này là của con 12 nhá. Đấy. 12 mã UV. À quên nhầm, 12 mã nhá. Đấy, thì mình thấy cái thẻ trắng này nó còn đẹp hơn là cái thẻ này. Các bạn thấy thế không? Các bạn nhìn thấy thế không? Mặc dù nó làm ánh ánh. Nhưng mà mình thấy thiết kế của cái thẻ 11 này nó vẫn đẹp hơn thẻ 12. Mặc dù 12 thì nhìn nó ngầu hơn, nhưng mà nó có cái họa tiết này nó hơi vướng. Chứ như này đẹp này. Ok, thôi bỏ qua một bên, tập trung vào hai cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, nhìn bên ngoài thì chắc các bạn không phân biệt được đúng không? Mình sẽ để màu như này cho các bạn nhìn nhé. Các bạn có nhìn thấy được cái gì không? Đầu tiên so với kích thước này, hai con này đều là nhựa nhám nên là chạm nó hơi trơn, kích thước bằng nhau nhá. Hơi trơn để mình chuyển đến này nhé. Các bạn dễ nhìn. Đấy, kích thước bằng nhau không? Nhưng mà mình có cảm giác con bên trái nó hơi nhỉnh một tí thì phải. Người ta không đâu. Đấy. Đây. Đây là con 12 Maglev này. Và đây là con 11 mà Pro. Thôi, từ bây giờ mình sẽ gọi tắt. Con này là 12 và con này là con 11 nhé. Chỗ này nó có một cái con gì đây? Rồi. Đầu tiên thì so về cái bề mặt đi, giống hệt nhau, nhựa nhám, màu sắc màu của nhà gan mà. Và hai con này thì mình vừa bóc siêu luôn, chưa làm gì cả, bóc siêu review thôi. Đấy, bóc siêu review so sánh cho các bạn thôi, chưa làm gì cả, chưa chơi gì cả, nên là màu sắc nó vẫn còn nguyên nhé, không phải đem ra phơi nắng mà nó phai màu đi thôi. Mà các bạn có cảm giác cái con 12 này hình như nó à, không, chắc là do góc ánh điện ấy. Ánh điện trên đầu nó hơi lệch chứ đâu, màu nó thế. Rồi, đó logo yên chìm này, cầm cảm giác thì khá là giống nhau ấy. Hình như con này nặng hơn. Bây giờ mình sẽ đảo lên, mình từ nãy giờ là mình không nhớ con nào nữa, phải xoay thì mới biết được. Có cảm giác nặng ngang nhau nhỉ, ngang nhau ấy. Rồi, xoay thử mới biết được. Đây, con này là con 12 Maglev, xoay nó xào, các bạn nghe tiếng này. Đấy, nó êm nhưng mà nó xào nhé, cảm giác nghe tiếng nó xào chứ nó không bị tạch các cái bề mặt này. Rồi, đến con này nhá. Các bạn không nghe gì đúng không? Đấy, không nghe gì đúng không? Con này nó quá êm rồi. Này, bây giờ nhá, mình sẽ nêu cảm nhận cái con này. Nó sẽ thiên về tốc độ cho các bạn. Nó là tơn nó cực kỳ nhẹ. Nam châm thì khá là mạnh. Nam châm con này mình thấy cảm giác là mạnh hơn con này. Bởi vì là con này không biết là cái lực nam châm bên trong nó như thế nào. Đấy, không biết là nhà sản xuất nó như thế nào, nó làm như thế nào, nhưng mà hiện tại thì con này tơn nó cực kỳ nhẹ và nó bay, nên là cảm giác nam châm nó cũng hơi nhẹ một chút, còn con này thì nó đầm hơn, thiên về kiểm soát hơn. Con 11 này nó thiên về kiểm soát hơn. Mình thấy con này nó tầm khoảng 7 phần kiểm soát, 3 phần tốc độ. Đấy. Đấy, tầm đấy. Còn con này thì nó thiên về tốc độ nhiều hơn. Con này thì nó phải ngược lại, con này nó phải 7 phần tốc độ
7, 75, không, còn này phải 8 phần tốc độ. Con này nhanh lắm, xoay nhanh lắm. Sẽ đẩy cho các bạn xem nhé. Đấy, U3 này. U3 này. U2 này. U3 này. Còn con này này. Không được. Nó chỉ được U2 này. Đến mặt xanh thì chỉ được U2 thôi. Đấy, đến mặt xanh chỉ được U2 thôi. Ồ, cũng được U3 đấy. Ồ, phải đẩy rất là mạnh. Phải đẩy rất là mạnh thì nó mới được U3. Còn nếu mà đẩy với cái lực như vừa nãy thì nó chỉ được U2 thôi. Nói chung là con này nó thiên về kiểm soát nhiều hơn. Còn cho các bạn xem về cái này nữa. Quên, có một cái này quan trọng. Mà cái video... Ở cái video review con này mình lại quên, mình không nói mất. Là cái phần mắc lép ở bên trong này. Đây. Cái phần mắc lép thì ở cái video review con 12 mắc lép UV mình làm rồi nhá, nên mình cũng tháo rồi nhá. Tháo ra hơi lâu. Đấy, thì nó cũng có các cái mức chỉnh ốc rồi. Các bạn nhìn thấy không? 1 2 3 4 5 6 luôn này, 6 mức nhá. Đấy. Thì các bạn chỉ cần cắm cái chỉnh ốc vào trong cái hộp phụ kiện vào đây các bạn vặn là được. Còn con này thì nó vẫn là lò xo thôi. Là chính ra như thế thì nó dễ chỉnh cho các bạn. Các bạn mới chơi như này dễ chỉnh hơn. Còn như này thì hơi khó, các bạn về các bạn phải tìm hiểu thì các bạn. Có thể là nó sẽ hơi lạ so với một số bạn mới thôi, chứ còn fan của Gan thì lạ cái gì nữa đúng không? Tiếc là mình lại không phải fan của Gan. À, mình lại vẫn biết chỉnh. Thôi mình hơi lười. Mình hơi lười chỉnh thôi, các bạn thông cảm nhé. Xem về cảm giác chơi thôi. À quên, cho các bạn xem cấu trúc này. Cấu trúc có gì khác nhau không nhé. Và ướm thử có vừa không nhé. Này lật mặt trắng đi, xem nó đỡ nhầm. Các bạn có nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài không? Mưa rất là to. Hà Nội mưa rất là to, hôm nay còn bị ngập đường cơ. Đây, đầu tiên về bên góc trước này. Đấy, bên góc thì các bạn có thể thấy một cái khác biệt rất là lớn rồi. Nó không phải nói nhiều nhé, các bạn nhìn là các bạn biết rồi. Đây, cả cái này nữa này. Đấy. Chỗ này nó có rãnh thoát này, thoát khí này. À, có lỗ thoát khí này. Đấy, còn cái này thì không khó. Đấy, đấy là lý do vì sao con nó êm hơn và nó dễ kiểm soát hơn. Còn con này thì nó lại thiên về cái hướng xào 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 và nó bay hơn. Đấy. Rồi, còn bên cạnh này. Bên cạnh thì mình nghĩ chắc không có gì khác cả. À, giống hệt nhá, chỗ này có rãnh tổ ong rồi. Bên cạnh có khi nó là một. À, hơi khác một chút đây. Cái bên này to hơn, còn bên này nhỏ hơn. Bên này to hơn, thoát khí tốt hơn. Còn bên này nhỏ hơn thì thoát khí hơi kém. Cái phần này này. Đấy. Thì ướm hai con này cho có vừa không? Uầy, vừa luôn. Nhưng mà nó vẫn hơi lệch một chút. Các bạn nhìn thấy không? Nó hơi lệch này. Hơi có khe hở, không biết là nó có khít được như con này không? Con này nó khít không? Con này không có một tí khe hở nào. Đấy. Đấy là lý do vì sao con này nó kiểm soát hơn. Đấy. À không, con này phải ướm cái này mà. Đây. Đấy. Thì khi mà xoay ấy, thì các cái lỗ này, các cái lỗ thoát khí này. Đấy, nó lọt vào đây. Đấy, nó sẽ giúp các bạn dễ kiểm soát hơn. À quên, nó sẽ giúp bay hơn và nghe tiếng nó cảm giác nó xào xào. Còn phần bên trong này thì không khác gì mấy nhỉ. Đấy. Do cái phần này nhá, cái phần góc này này. Con này nó ngắn hơn và con này trồi ra nhiều hơn. Thế cho nên là cái phần này nó phải tụt vào nhiều hơn và cái phần này nó phải nhô ra nhiều hơn. Đó. Ok. Đấy, chắc là bạn cũng dễ hiểu thôi. Cái này ngắn hơn thì cái kia nó phải dài hơn thì nó mới bám được đây mà, đúng không? Còn cái bên này dài hơn thì cái trong kia nó phải tụt vào chứ không thì nó đâm vào nhau. Các bạn cũng sẽ hiểu thôi. Hai con này thì tháo ra lắp vào thì cũng rất là dễ, các bạn không phải lo đâu. Không phải lo hỏng đâu. Rồi, cứ tháo bừa đi. Bạn nào mà không biết tháo thì nào bảo comment xuống dưới mình làm hẳn một cái video hướng dẫn tháo Rubik cho xem. Đó. Nói chung thì con này thiên hướng bay hơn. 8 phần tốc độ. Chơi cực kỳ bay luôn. Và nhẹ và xào. Đấy, đẩy toàn U3 đây. Con này chỉ được U2 thôi. Đó, ok. Thì có lẽ mình cũng sẽ kết thúc cái video tại đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì quên lại cho mình một like, một share, một subscribe của mình. Và các bạn có thể tham khảo giá bán của hai con này hoặc các sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới mô tả cho các bạn xem nhé. Các bạn cần so sánh những con gì cứ để lại bên dưới.
mình làm video cho bạn xem. À quên đấy, cho xem nốt con gan này nhé, quên. Monster Go gọi gan thì hơi quá, gan nó chỉ kết hợp với cái này thôi. Con này không được gọi là con gan, gọi là con Monster Go, nhưng mà con này cấu trúc mà, thiết kế này, cái khuôn này phải giống 95% các cái con gan. Đấy. Ok, rồi. À, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Chào các bạn.